Sáng 31 tháng 8, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 67,55 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,15 triệu đồng một lượng, cùng tăng 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên 30 tháng 8. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua vàng 600.000 đồng một lượng. Thời điểm 8 giờ 35 phút sáng 31 tháng 8, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào, bán ra 67,3, 68,15 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng giá mua và giảm 150.000 đồng một lượng giá bán ra so với cuối phiên ngày 30 tháng 8. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji vẫn đang ở mức 800.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á tiếp tục tăng. Hiện giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 1.946 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank hôm nay, 1 đô la Mỹ bằng 24.300 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 56,97 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 11,18 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á sáng 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam đang ở mức 1.944 đô la Mỹ một ounce, tăng 7 đô la Mỹ một ounce so với giá vàng giao ngay cuối ngày 30 tháng 8. Giá vàng hợp đồng kỳ hạn giao tháng 12 cũng tăng 9,3 đô la Mỹ một ounce lên 1.974,5 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi giá vàng thế giới giao ngay theo tỷ giá tại Vietcombank sáng 30 tháng 8, 1 đô la Mỹ bằng 24.315 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới đang ở mức 56,94 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC cuối ngày 30 tháng 8 là 11,16 triệu đồng một lượng.